này, đứng thoải mái này, thoải mái này, thắt thẳng về trước này, đấy, thoải mái này, rồi tốt, tốt, dừng, rồi vùng vượt ra sau quá này, vùng ra sau quá này, vùng ra sau rồi mất thời gian. Như vậy thì cầu nó sẽ ra phía sau, vì vậy là tiếp biên độ ra sang sau hơi. Đấy, điểm tiếp xúc là phải check trước mũi bàn chân này. Tiếp xúc. Tốt. Rồi, tốt. Mỗi một quả đánh, người ta có thể thay đổi cái cách cầm vợt riêng cho mỗi quả đánh. Ví dụ, ở quả đánh phải, người ta thường cầm như cách tôi đã giới thiệu với các bạn. Ngoài ra, các vận động viên sẽ thay đổi cách cầm vợt ở quả đánh trái. Chúng ta sẽ, ở quả đánh trái, các vận động viên thường tì ngón tay cái, phần chai của ngón tay cái vào má trái của vợt để thực hiện kỹ thuật đánh trái. Tác dụng của cách cầm vợt này là tăng lực cổ tay hất cầu về trước. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là trong quá trình đánh, các vận động viên thường cầm vợt lên cao để đánh những quả cầu nhanh trên lưới. Biên độ động tác ngắn nó sẽ giúp cho các vận động viên xử lý các tình huống nó nhanh hơn. Xoay vợt, có thể là xoay vợt bên phải, bên trái. Tất cả chúng ta cầm vợt theo cách cơ bản nhất mà tôi đã giới thiệu. Cầm xuống phía dưới của cán vợt này. Đấy. Ngón cái áp vào má trái của vợt. Bốn ngón còn lại nắm lại tự nhiên, đưa thẳng ra. Đấy. Đây, là xoay vợt này, xoay vợt này. Kể chúng ta dỡ thẳng này này, áp vào mặt mặt phải của vợt này, vuốt xuống này. Đấy.